Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già không thi vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-756-0964. Đinh Xuân Quân, Hoàng Trọng Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả với phần tin tức nổi bật chiều thứ 6 hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Gửi lời chào Đinh Xuân Quân. Trước anh xin chào quý khán thính giả của Đài Little Sài Gòn TV. Xin chào anh Trọng Thùy. Hôm nay có hai phần tin nổi bật đáng chú ý. Thứ nhất là cập nhật tình hình Ukraine. Và thứ nhì là ông giáo sư và lịch sử sử gia Alan Lipman đã đưa ra tuyên đoán ai sẽ trở thành tổng thống của nước Mỹ. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên thưa anh, sáng nay trong phần tin thời sự chúng tôi có đưa ra cái tin tức liên quan đến cuộc họp ở tại căn cứ quân sự Ramstein của Đức của ông Zelensky đó. Cuộc họp này nhiều mục tiêu để cho thấy các nỗ lực của quân đội Ukraine trong thời gian qua đạt được những cái thành quả nào. Và để cái thành quả đó để chứng minh cho các quốc gia đang hỗ trợ Ukraine về vũ khí quân sự đó là những gì các anh cung cấp cho chúng tôi đang đạt được hiệu quả tốt. Và chúng tôi xài rất là tốt. Đó. Thế thì trong cái phần trình bày đó và cũng như cái tình hình cập nhật chiến trường hiện nay đó, có những cái tin như thế nào thưa anh? Vâng. Có cái rất là đặc biệt là mới đây là CNN đã thăm dò được ông Tổng Tư lệnh, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine tại chiến trường. Phỏng vấn hay? Vâng, phỏng vấn. Nhưng mà tại chiến trường cũng là đặc biệt lắm chứ không phải không. Thì ông ta nói cái gì? Có hai mặt trận lớn. Mặt trận đầu tiên đó là đánh vào Kursk. Thì chúng tôi đang tiếp tục tiến tới và phòng thủ vững vàng lắm bác. Và đây là không phải ông Tổng thống Ứng trưởng, nhưng mà ông Tổng thống nói chúng tôi sẽ giữ cái khoảng đất này. Đó là cái chuyện chính trị. Ông Tổng thống Zelensky có nói chúng tôi sẽ giữ một cái thời gian indefinitely. Vâng. Sẽ không, giữ đất không, của Nga có cái, không có cái thời hạn đưa ra đâu. Vâng. Một khi cái vùng, bốn vùng chiến thuật Donetsk của chúng tôi bị Nga chiếm giữ, thì Ukraine sẽ chiếm giữ cái vùng Kursk này. Vâng. Thì đó là để trao đổi đó. Dạ. Đó là một. Cái thứ hai đấy, ông nói, ông ta nói vào chiến trường về miền Đông thì ai cũng nói là quân đội Nga sẽ chiếm Proskov và sẽ nghĩa là tất cả chiến trường là nguy cơ hết. Nhưng mà ông ta nói trong mấy tuần qua không có tiến bộ, Nga không tiến được thêm một thước nữa. Ông ta nói một cách nghĩa là như vậy, nghĩa là sao? Họ vẫn giữ vững được miền Đông và chiếm vào miền Bắc. Miền Bắc là miền Kursk đó. Thì nhiều người đó, chiến lược gia họ nói là quân đội Ukraine đánh Kursk đó để cố gắng kéo quân từ chiến trường miền Đông qua chiến trường Kursk. Putin cũng biết điều đó. Vâng. Putin trong cuộc họp đã nói đến đó. Và họ không đã làm, họ kéo quân ở chỗ khác tới chứ cái không mục tiêu, phải kéo. Cái mục tiêu đó là ngay vâng. Người ta hiểu ngay hả? Vâng. Làm giãn cái tình hình mà Nga tập trung quá nhiều ở vùng phía đông của Ukraine. Nhưng mà ở đây đó, mình thấy cái gì? Lẽ dĩ nhiên nó không, cái chiến trường tại Kursk nó không cho thấy là quân đội Nga đã di tản, được đưa từ chiến trường miền đông di chuyển, lên, di chuyển từ miền đông lên miền bắc. Nhưng mà rốt cuộc cả hai chiến trường đó không thấy Nga tiến được bước nào hết. Nghĩa là cái gì? Cái này với nguy cơ là khi mà họp ở Ramstein ở bên Đức đó, các quốc gia mà ủng hộ cho Ukraine có thể chứng minh để quý vị thấy không? Đúng. Chúng tôi sử dụng súng ống của quý vị một cách rất tốt. Hữu hiệu. Cái thứ hai là quý vị thấy không? Chúng tôi xứng đáng được tiếp tục viện trợ, tại vì quý vị thấy không? họ bắn biết bao nhiêu hỏa tiễn. Nhưng là những cái máy bay không người lái chúng tôi hạ gần như gần hết. Nhưng mà hỏa tiễn thì chúng tôi cần phòng không. Thì do đó xin quý vị tiếp tục giúp đỡ chúng tôi. Vì tôi xứng đáng, chúng tôi là người xứng đáng được nghĩa là giúp đỡ. Để trình bày thêm các chi tiết mà anh Quân vừa trình bày đó, thưa quý vị, ở tại vùng Kursk đó là thực sự ông Zelensky họp nói quân Nga đang tìm cách di chuyển 60.000 quân lận. Và 6 sư đoàn. Nhưng mà ở chỗ khác tới. Không. Nhưng mà thấy cái tình hình á, và ông cũng nhấn mạnh đó là quân xa
xe tăng, rồi máy bay không người lái thả đến đâu thì là quân Ukraine đánh chặn hết. Bởi vì cái lực lượng máy bay không người lái của Ukraine thực sự đó làm việc rất là hữu hiệu. Thứ hai là thậm chí là quân Nga cố gắng circle, bao vây cái lực lượng ở cái vùng Bostov đó. Thế nhưng ngày hôm nay lực lượng Azov, lực lượng có thể nói là tinh nhuệ và dữ nhất của Ukraine đã phá được vòng vây và cứu nguy cho các quân đội Ukraine bị phong tỏa. Cho nên phá được thì quân Nga không còn bao vây được nữa hết và cũng không tiến thêm được. Thì đó là cái tình hình mà ông Zelensky đã họp. Tuy nhiên cái việc đưa ra đây cũng một lần nữa ông nhấn mạnh đến cái việc cung cấp hỏa tiễn tầm xa cho chúng tôi. Đúng. Bằng chứng đó là trong những ngày vừa qua và thậm chí ngày hôm nay nữa, Nga tiếp tục đánh vào và người ta thấy cái tần số càng ngày càng nhiều. Chưa kể đó là Nga đang nhắm tới các khu vực dân sự, dân cư, không phải là cái khu vực mà đưa có quân đội nữa. Vâng. Thì để lấy nền cho thấy rằng, quý vị thấy không, Nga đánh thường dân. Thì bây giờ nếu mà chúng tôi có vũ khí tầm xa đó, triệt hạ những cái hệ thống hỏa tiễn đó của Nga. Vâng, thì đúng như vậy. Tại vì thế này, hai cái chính sách nó khác nhau rõ ràng. Một bên đó là quân đội Ukraine đánh vào hạ tầng cơ sở điện hay là nhà máy của Nga, nhưng mà không bao giờ đánh vào nghĩa là cư dân, những cái khu cư dân đó. Thì đây nó rõ ràng là cái chính sách nó khác nhau. Mà ngược lại Nga đó thì lại bắn vào các khu cư dân để dọa nạt dân chúng Ukraine, đầu hàng đi cho rồi đi, đừng có, nếu mà đánh tiếp đó, thì sẽ còn chịu nặng hơn nữa. Nhưng mà mình cũng biết là họ đã đến bây giờ vào năm thứ ba rồi thì là họ chun xuống metro. Hôm nay đó anh, có những cái tin tức từ Nga mà chúng tôi đọc thì thấy rằng cũng lạc quan lắm. Các chuyên gia họ lượng định tình hình, họ nói như thế này, một cái tin mà ít thấy ai đề cập tới. Anh biết cái tiền bảo hiểm cho nhà cửa ở Moscow bây giờ nó lên. Đúng. Vì lý do các nhà bảo hiểm họ nói rằng cái nguy cơ và quý vị đó càng ngày càng tăng là cái nhà quý vị bị máy bay không người lái đánh sập. Đúng. Thì như thế đó, bắt đầu nó gây chấn loạn cho các người Nga mà có tiền. Người Nga đang sở hữu những cái khu nhà rất là đắt ở thủ đô. Bây giờ họ thấy họ phải chi tiêu và bảo hiểm đang tăng và tăng sẽ khủng khiếp lắm. Chúng ta thấy bảo hiểm ở Miami chỉ có mỗi một cái tòa nhà nó sập thôi. Mà bây giờ tất cả các bảo hiểm của condo nó tăng hết. Vâng, đúng. Cho nên họ nói so sánh tinh thần giữa hai bên, tinh thần của người Nga, đặc biệt là ở Moscow và ở St. Petersburg vân vân, và tinh thần của người Ukraine nó khác xa rất nhau. Đúng. Và họ nói chính cái tinh thần của người Ukraine bây giờ đó đã hỗ trợ cho những cái việc mà đánh thắng của quân đội Ukraine. Và cái điều đó nếu mà kéo dài là Putin rất là mệt, cho nên họ nói cái đường chiến thắng là có đó. Ukraine sẽ chiến thắng đó. Cái vấn đề thời gian sẽ trả lời. Bởi vì sao? Cái tinh thần dân tộc là quan trọng nhất để chiến thắng. Đúng. Thôi. Mà không những vậy đó, họ đã nói là quen thì không đúng, không có ai nằm quen với chiến tranh hết. Nhưng mà họ đã, mặt luôn đã thử nhiều, được thử thách rất là nhiều. Từ 2014. Vâng. Yeah. Không những vậy, họ bỏ đi rồi họ lại trở lại nữa. Thì mình thấy đó là một cái chuyện rất là đặc biệt đối với... Khi mình đi qua bên Ukraine, tức là có những người họ đã rời khỏi đất nước, xong nhiều người Ukraine quay về đất nước để tham gia quân đội. Đó thì nó là một cái chuyện nghĩa là có thể là đặc biệt đối với dân chúng của Ukraine thôi. Nhưng mà dù muốn dù không, cái này, cái tinh thần của họ đó, nó sẽ giúp họ trong cuộc chiến đối với một nghĩa là kẻ thù mà mạnh gấp họ. Tôi có nghe tin là ông Biden cũng đang cân nhắc có thể sẽ cung cấp thêm hỏa tiễn cho Ukraine. Anh có không? Thì cái đó thì có, họ nói là vào cuối tuần của mùa hè này đó thì họ sẽ gửi JASM tới cho Ukraine. Họ sẽ gửi đó. Vâng. Và cái hỏa tiễn này thì nó đặc biệt ở chỗ nào? Nó là radar khó mà bắt được. Cái thứ hai nó là 1.000 cây số, 900 cây số, thì nghĩa là nó bắn rất là xa.
Chúng tôi tiếp tục với bản tin nổi bật ngay sau quảng cáo.